Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Nhã Phương chụp ảnh cùng hội mẹ bỉm, Trường Giang ngắm vợ không rời. Trường Giang Nhã Phương luôn được biết đến là một cặp đôi ngọt ngào, thường xuyên phát khẩu lương cho người hâm mộ trên mạng xã hội. Mỗi khi xuất hiện tại nơi công cộng, cả hai luôn có những hành động đáng yêu, thể hiện sự quan tâm nhau khiến mọi người ghen tị. Khoảnh khắc Trường Giang đứng ngắm vợ không rời mắt được đồng nghiệp ghi lại. Vừa qua, vợ chồng Trường Giang đã cùng nhau tham dự một sự kiện lớn của Vbiz. Nữ diễn viên có dịp hội ngộ cùng nhóm mẹ bỉm sữa thân thiết. Khoảnh khắc người đẹp sinh năm 1990 nhí nhố bên bạn, ông xã cũng không chịu rời mắt. Trên trang cá nhân của Hoàng Anh chia sẻ khoảnh khắc hội ngộ với Nhã Phương, Hòa Minzy. Tuy nhiên, cô nàng lại nhắc đến điểm nhấn là Trường Giang. Nữ MC viết, ủa anh nhìn cô nào vậy anh Giang ca, ba bà mẹ bỉm. Trong những bức ảnh của mẹ bỉm Hoàng Anh đăng tải, diễn viên 49 ngày nhìn vợ không rời mắt dù cô đang đứng chung với nhóm bạn. Cặp đôi luôn phát khẩu lương mỗi khi xuất hiện bên nhau. Bà xã chụp ảnh diễn viên sinh năm 1983 ngắm vợ không rời, trong ánh mắt thể hiện sự cưng chiều khiến nhiều người ghen tị. Ngắm được một lúc, cuối cùng Nhã Phương cũng cho ông xã vào chụp ảnh chung. Cô nàng cũng thể hiện lại sự yêu thương khi má kề má với Trường Giang. Đang yên bình, bỗng nhiên Nhã Phương, Hòa Minzy và cả ekip bị ép ăn cơm chó của đôi vợ chồng. Dù đã có một con gái, nhưng tình cảm của cả hai luôn mặn nồng như thuở mới quen nhau. Trong nhiều sự kiện trước, cặp đôi này đã thể hiện tình cảm ngọt ngào. Trường Giang thậm chí còn mang cơm đến phim trường cho vợ và đút tận miệng. Trên trang cá nhân của Trường Giang, nam diễn viên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên vợ và con. Anh luôn dành hết thời gian khi ở nhà cho gia đình, nấu cơm, chơi với con và phụ vợ nhiều công việc nhà. Sau 3 năm cưới vợ, nam diễn viên 8X cũng trải qua nhiều khó khăn. Trong một đoạn video trước đó, anh chia sẻ, chú lấy vợ được 3 năm rồi, gặp đủ chuyện hết trơn. Cái này chú nói thiệt lòng, lúc mình yêu nhau chưa có đám cưới nó khác. Lúc cưới nhau rồi thì cuộc sống vợ chồng có nhiều vấn đề, giận hờn có, hạnh phúc có, vui có và buồn có. Hôn nhân luôn có hạnh phúc và những mâu thuẫn, khó khăn. Tuy nhiên Trường Giang và Nhã Phương đã dung hòa được khá tốt. Cặp đôi này luôn cho thấy họ đến với nhau là sự hạnh phúc và sẽ viên mãn theo thời gian. Không còn là vợ chồng trẻ nhưng cả hai luôn diện trang phục đôi mỗi khi ra đường, tổ chức những buổi tiệc lãng mạn bên nhau. Trường Giang còn tự tay mua đất xây nhà tặng con gái, nhưng mục đích vẫn là xây dựng cuộc sống gia đình hạnh phúc theo sở thích của cô vợ xinh đẹp. Cách đây không lâu khi Nhã Phương vướng ồn ào, Trường Giang không nói quá nhiều nhưng luôn đứng sau động viên vợ. Người đẹp 9X biết ơn vì cuộc sống dạy mình trưởng thành hơn. Mỗi người ai cũng có cảm xúc hỉ nộ, ái ố riêng và đôi lúc gặp phải những sự cố. Nếu tôi nói không buồn là không đúng, nhưng ngẫm lại tôi thấy mình có được những khoảng lặng để nhìn nhận lại mọi thứ. Giờ phút này ngồi đây và gặp gỡ mọi người, tôi biết ơn nhiều hơn khi thấy tất cả đều bình an. Sau những thăng trầm cuộc sống của cặp vợ chồng nổi tiếng càng thêm gắn bó hơn trước. Đây không phải là lần đầu tiên họ khoe sự yêu thương tại nơi đông người, nhưng mỗi lần như thế đều cho thấy sự ngọt ngào đầy tự nhiên. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.